tài mà tạo hóa chỉ ban tặng cho mỗi người phụ nữ một lần duy nhất mà thôi. Không riêng gì với Thư, tất cả các bạn ấy khác chắc chắn luôn muốn mình tươi trẻ, vì sự trẻ trung chính là chìa khóa thành công cho con đường phát triển sự nghiệp. Bởi vậy, nếu có cách giúp Thư giữ mãi vẻ đẹp thanh xuân như hiện giờ thì còn gì bằng. Pons Early Defense, bí quyết của sự trẻ trung mãi mãi. Nét trẻ trung là điểm nổi bật mà bạn có thể nhận ra ở tôi. Công việc của một MC bận rộn, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn bằng sự tươi trẻ của mình. Ao ước giữ mãi được nét thanh xuân, từ bây giờ tôi đã chú ý đến việc ngăn ngừa lão hóa cho làn da, vì tôi biết rằng mãi tươi trẻ theo thời gian là điều hoàn toàn có thể. Pons Early Defense, bí quyết của sự trẻ trung mãi mãi. Là một người làm công việc sáng tạo thì tôi luôn phải tìm những cái phong cách mới. Không có vẻ trẻ trung, không có sức trẻ thì rất khó có thể làm được những cái công việc mà mình tiếp tục những công việc đấy. Chính vì vậy tôi luôn mong muốn tìm được bí quyết giúp mình luôn tươi trẻ. Pons Early Defense, bí quyết của sự trẻ trung mãi mãi.